Bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái phần chứng từ bán hàng. Chứng từ bán hàng thì dù bán hàng thu tiền mặt hay là bán hàng chưa thu tiền thì các bạn cũng vào một cái chứng từ bán hàng này thôi. Đấy, các bạn vào chứng từ bán hàng này. Các bạn chú ý nhé, cái này nó lại có cái hay này. Nếu mà bán hàng mà có thương mại, bán hàng mà kiêm phiếu xuất kho thì các bạn tích vào cái chữ kiêm phiếu xuất kho này. Còn nếu mà bán hàng của các bạn ví dụ như là công trình ấy, doanh thu công trình mà không có phiếu xuất kho, các bạn bỏ tích cái kiêm phiếu xuất kho đi, là tự nhiên ở cái phần dưới này. Phần dưới này nó sẽ không có tab giao vốn. Bạn tích vào đây thì các bạn nhìn thấy nó sẽ chạy lên cái tab giao vốn này. Đấy. Tuy nhiên thì cái phần nội dung ở đây nó vẫn cứ để cho các bạn điền các trường thông tin thôi nhá. Thì bây giờ Mộc Lan sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nhập một cái chứng từ bán hàng. Bán hàng kim ngạch xuất kho đi nhỉ. Đầu ra. Đây cái shop xanh này đi. Bán hàng cho công ty thương mại cơ điện lạnh Hải Phòng. Đấy, bán hàng nhà cung cấp cơ điện lạnh. Chưa có, nhấn vào dấu cộng để thêm mới. 131 cơ điện lạnh. Mã khách hàng. Đấy, tên là gì? Công ty trách nhiệm hạn thương mại cơ điện lạnh Hải Phòng. Địa chỉ là Mộc Lan viết tắt nhé, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, Hải Phòng. Các bạn phải ghi cụ thể ra. Mã số thuế 0201151993. Lưu lại. Ở đây nó sẽ tự động chạy ra bán hàng theo số hóa đơn. Thì Mộc Lan sẽ sang tắt hóa đơn. Mộc Lan sẽ ghi số hóa đơn 003 vào. Đấy, sau phiếu xuất nó sẽ tự động chạy cái diễn giải này ra. Ngày tháng thì điền vào thôi. Ngày tháng này ở đây là gì? 15 tháng 1 năm 2022. Làm tiền dưới đây các bạn sẽ chọn vật tư. Để chọn đến cái mã là xốp xanh. Đấy, gõ chữ xốp xanh nó sẽ ra. Số lượng ở đây là gì? 100. Và thành tiền là 6,5 triệu. Nhấn OK. Sang tắt thuế. Sang tắt thuế thì nó chạy đúng tiền thuế rồi thì OK thôi. Các bạn phải chú ý này. Các bạn phải nhấn vào kiêm phiếu xuất kho nhé, để nó chạy ra cái tab giá vốn nữa nhé. Đấy, nó sẽ chạy ra tab giá vốn nữa. Sau đó thì Mộc Lan sẽ lưu lại. Vì đây là chứng từ bán hàng kiêm phiếu xuất kho mà. Thế là chúng ta đã nhập xong được một cái chứng từ bán hàng kiêm phiếu xuất kho. Còn nếu các bạn thu tiền mặt luôn thì các bạn sẽ phải vào lập phiếu thu tiền mặt và chọn đối tượng là công ty cơ điện lạnh Hải Phòng. Mộc Lan sẽ chọn là 1993 chẳng hạn. Gõ ở đây nhé, gõ ở đây là 1993, nó sẽ ra luôn. Đó, thu tiền bán hàng theo hóa đơn số bao nhiêu đây, 1. Đấy, thêm mới dưới này 111 có 131. Số tiền ở đây là bao nhiêu? 7.150.000. Đấy, sau đó Mộc Lan nhấn OK. Lưu lại. Đấy, thu tiền bán hàng thì chỉ cần hạch toán như này thôi và lưu thôi, tắc thuế chúng ta bỏ qua. Đã lưu xong dữ liệu. Thế là Mộc Lan đã hướng dẫn xong cho các bạn cách nhập một chứng từ bán hàng kiêm phiếu xuất kho chưa thu tiền hoặc là thu tiền luôn. Video của Mộc Lan ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.